Thanh Hùng For Soul đi cùng cả bóng đá. Ghét Thanh Hùng, sắm giày chính hãng. Trong trận chung kết CAN 2021, đội bóng của Sadio Mane với khả năng đá luân lưu tốt hơn đã giành chiến thắng để lần đầu đăng quang đại diện đấu này trước Ai Cập. Sau thời gian thi đấu chính thức khá tẻ nhạt khi không có bàn thắng nào được ghi, hai đội dắt tay nhau vào loạt đấu súng cân não. Senegal chỉ có một cầu thủ đá hỏng, trong khi phía Ai Cập có hai cầu thủ. Với cú đá quyết định thành công của Mane, Senegal giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 4-2. Đây cũng là danh hiệu châu Phi đầu tiên trong lịch sử bóng đá Senegal. Đánh bại Atletico Madrid nhờ 4 bàn thắng của Alba, Gavi, Araujo và Alves, Barcelona đã vượt qua 9 đối thủ này để chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng La Liga. Đây là bước tiến lớn của Barca trong cuộc đua giành vé tham dự Champions League. Nhưng bàn thắng của đội bóng thủ đô Madrid được ghi gia công của Carrasco và Suarez. Với chiến thắng 4-2, đội bóng xứ Catalunya lần đầu tiên đến mời Atletico sau 5 trận liên tiếp toàn hòa và thua. Sau 22 trận, Barca hiện kém đội đứng thứ 3 Real Betis đúng 2 điểm. Trong khi đó, Atletico bị đẩy xuống vị trí thứ 5 với 2 điểm kém Barca và 4 điểm hơn Betis. Một số kết quả khác vòng 23 La Liga, Valencia và Sociedad hòa nhau không đều. Betis đứng thuộc 0-2 trước Villarreal. Real Madrid vượt qua Granada 1-0. Sau ngày Javi Elliot đánh dấu ngày trở lại trong màu Liverpool với bàn thắng đẹp mắt vào lưới của Cardiff, góp công giúp Liverpool giành chiến thắng 3-1 để giành vé vào vòng 5 FA Cup. Hai bàn thắng còn lại được ghi công của Diogo Jota và Minamino. Đối thủ tiếp theo của Liverpool sẽ là Norwich. Tại vòng 23 Ligue 1, Messi đã có ngày thi đấu chói sáng ở trận gặp Lille với một bàn thắng và một kiến tạo để giúp PSG giành thắng lợi về tỷ số 5-1. Những cầu thủ lập công cho PSG là Danilo với một cú đúp, Kimpembe và Mbappe. PSG tiếp tục vững vàng ngôi đầu bảng xếp hạng với 56 điểm sau 23 trận, bỏ xa đội đứng thứ hai là Marseille 13 điểm. Mason Mount, Azpilicueta và Hakim Ziyech có thể sẽ không kịp bình phục tham dự trận bán kết FIFA Club World Cup vào giữa tuần. Chelsea đang đối mặt với nỗi lo khủng hoảng nhân sự vì chấn thương. Ngoài Chris James vẫn chưa thể trở lại, những ngôi sao khác đã gặp vấn đề khác nhau sau trận thắng trước Plymouth ở vòng 4 FA Cup. Trong đó, Mason Mount và Ziyech đều buộc phải rời sân sớm, còn Azpilicueta cảm thấy có vấn đề ở gần kheo. Nếu không có sự phục vụ của Mason Mount, Azpilicueta và Hakim Ziyech, Chelsea hứa hẹn sẽ gặp nhiều khó khăn ở trận bán kết FIFA Club World Cup. Mùa này, Mason Mount là nhân tố chủ chốt của The Blues khi đã có được 7 bàn và 7 kiến tạo. Huấn luyện viên Mai Đức Chung không giấu được niềm sung sướng và tự hào sau khi đội tuyển Việt Nam giành vé tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Ngày 6 tháng 2 năm 2022 sẽ là ngày có ý nghĩa đặc biệt với cá nhân tôi, các cầu thủ của tôi và hàng triệu người hâm mộ Việt Nam. Chúng tôi đã làm được điều mà tất cả mọi người mong đợi là giành vé tham dự World Cup. Tôi rất cảm ơn các cầu thủ của mình. Sau trận đấu, chúng tôi như vỡ òa, không thể kìm nén được cảm xúc. Đây là một thành quả quá tuyệt vời. Bên cạnh đó, ông Mai Đức Chung đã gửi lời cảm ơn đến VFF và các bên liên quan đã nhiệt tình hỗ trợ đội tuyển nữ Việt Nam, tạo nhiều điều kiện thuận lợi để đội bóng vượt qua được khó khăn. Sau khi chính thức đoạt vé tham dự FIFA World Cup 2023, thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã được Thủ tướng Phạm Minh Chính và Liên đoàn bóng đá Việt Nam thưởng nóng với tổng số tiền lên tới 7 tỷ đồng. Cụ thể, Thủ tướng quyết định thưởng cho đội tuyển 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa, đồng thời lên lịch tiếp thầy trò Mai Đức Chung khi đội trở về nước. Ngoài ra, VFF cũng thưởng nóng 3 tỷ. Trước đó, VFF đã thưởng cho đội tuyển 2,5 tỷ kể từ đầu giải. Như vậy, tổng số tiền mà đội nhận được từ VFF là 5,5 tỷ, bao gồm cả tiền mặt và hiện vật. Liên quan tới chuyên môn, VFF sẽ lên kế hoạch đầu tư và hỗ trợ tối đa cho đội tuyển nữ để có sự chuẩn bị tốt nhất cho World Cup 2023 diễn ra ở Úc và New Zealand, giải đấu được tổ chức vào tháng 7 năm sau.